chỉ 57 tỷ, anh chị có thể sở hữu một căn biệt thự hơn 300 mét vuông tại Thảo Điền. Vừa có thể ở, vừa có thể kinh doanh, vừa có thể khai thác được cho thuê. Căn biệt thự được xây dựng với kết cấu là một trệt, một lầu, được xây dựng trên một khuôn đất rộng đến 332,8 m², với chiều ngang là 12 m, dài 30 m. Thiết kế gồm có 5 phòng ngủ, 5 toilet, phòng bếp, phòng ăn, phòng khách, có sân nhà trước sau rộng rãi. Đây là một vị trí cách vài trăm mét, di chuyển ra đường Quốc Hương, đường Nguyễn Văn Hưởng rất thuận tiện. Tường Văn Riêu, chuyên bất động sản Thảo Điền, hãy liên hệ cho Văn qua số điện thoại 0938 868 120 để xem nhà. Mến chào anh chị và hẹn gặp lại.